658 cây. Xăng đầy bình luôn nè. Rồi. Mới đổ luôn á. Đi nhậu còn nè. Cái chè kia còn giữ không anh? Hả? Cái chè còn đây nè. Dạ. Hai chè luôn em biết. Dạ, dạ. Kỹ quá. Đấu cái vòng này cái tua gá lên nhẹ ghê luôn. Ừ. Tua gá lên nhẹ ghê luôn. Nhẹ vậy đó. Tua gá lên gắt ghê luôn. Xe này là anh gấp mới luôn hả? Ừ, mới luôn á, nguyên con. Anh đưa quá. Tên anh đứng luôn. Ừ. Đó anh gấp mình thấy nói nhiêu quanh à? 84. À, vậy mà mấy ông cãi tôi đụng mới nói bảy mấy. Xám vàng đen anh ơi. Xám vàng đen. Xám. Ừ, xám vàng đen. Chứ không phải đen đục. Nó loại đen đục với màu xanh đó, ba loại, ba màu. Xe này đăng ký 2020 tháng 1 2020. Ừ. Vì trời chạy ít dữ vậy. Không một vòng vòng đây có đi đâu đâu. Không một 2020 tới giờ là bây giờ là tháng 11 rồi. Ừ. Chục tháng mà không chạy mới có 600 mấy cây à, thua luôn á. Đâu đi đâu đâu vòng vòng đây à. Ừ. Mà gì đâu đi đâu đâu rồi giờ rồi mới chuyển vô chung chốt ở mẹ nó giờ không có đem xe qua sông gì được. Cái xe này vậy là cái phong 2019 à. Nếu mà anh đăng ký tháng 1 2020 là nó dặn nó 2019 á. Để được kiếm cái tem đát kìa. Nó có cái tem đát. Không phải đâu anh. Tem đát nó ghi cái thông số kỹ thuật rồi các thứ rồi. Năm sản xuất rồi vậy thôi. Mấy thằng này lâu lâu mua lặng không nhớ nằm đâu. Mà không biết có nó mấy này xe nhập không á nha năm. Này nhập ừ. Xe nhập biết nó có đóng không à, chứ Việt Nam mà nó đóng hết trơn à. Ví dụ như công ty Yamaha Vĩnh Phúc vậy đó. Ờ, trọng lượng kg rồi là 5 tấn. Nó sợ mấy loại mấy kia đó nó đóng đâu cái này nè. Còn này xe nhập không chắc không có đường kiếm này. Rồi không có đường kiếm luôn. Này chắc 29 này. À đó. Có cách nữa. Có vỏ. À 29 nè. Xe anh là tuần thứ 34 29 nè. Nhìn cặp quẹt mình biết rồi. Cậu quẹt đăng ký tháng 1 2020 thì nó về đây thì chắc 29.